Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Bản Sắc Dân Tộc. Các bạn có biết đằng sau mình đây là cái gì không ạ? Đó, ở đây là mình xin giới thiệu với tất cả các bạn. Đây là ải Chi Lăng nhé. Ải Chi Lăng của huyện Chi Lăng, Lạng Sơn. Hôm nay mình đang đứng ở chỗ ải Chi Lăng này. Và mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn biết cái con đường này này. Đấy, dọc suốt con đường này là toàn na. Mình sẽ quay một cái cảnh, làm một cái clip cho tất cả các anh em xem, là cái tất cả các đồng bào dân tộc ở đây, ở đất Lạng Sơn này, họ dòng na ở những cái chân núi như thế nào nhé. Mình sẽ quay một cái clip cho tất cả các anh em bạn bè biết. Và nếu các bạn thấy hay thì các bạn đừng quên nhấn một like và subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ kênh Bản Sắc Dân Tộc nhé. Mình sẽ làm một cái clip mà chuyên về na. Bây giờ mình xin mời tất cả các anh em đi cùng mình khám phá thêm cái đường này, nó có nhiều na không nhá. Mời tất cả các anh em nhá. Hôm nay em Tuấn Ngọc sẽ xin giới thiệu cho tất cả các anh em bạn bè và tất cả các bạn biết là đặc sản ở vùng xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn này. Nói chung là Lạng Sơn ấy thì có vô vàn đặc sản ngon nước tiếng gần xa như là lợn quay, vịt quay, nem nướng hươu lũng và quýt Bắc Sơn, rượu Mẫu Sơn. Đặc biệt là vào những đầu mùa tháng 7, tháng 8 này thì khi đến với Lạng Sơn, các bạn sẽ được thưởng thức món đặc sản đó là na đồng bành. Thì na đồng bành này được trồng ở xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn. Giống na này thì thuộc loại ngon có tiếng mà chỉ có người sành ăn thì mới biết đến món đặc sản này, vì số lượng của na nó không có nhiều lắm trong so với các tỉnh thành trong cả nước. Thì nổi tiếng nhất vẫn là na đồng bành Lạng Sơn, chỉ có những vườn na ở đồng bành thì mới cho trái ra đạt hương vị thơm ngon nhất. Đặc biệt những du khách có dịp ghé qua xứ Lạng phải tìm mua bằng được vài cân để mang về cho biếu cho gia đình và người thân. Thì Chi Lăng này được biết đến với địa hình núi đá như được thiên nhiên ưu đãi và có khí hậu thời tiết thuận lợi cho điều kiện cây na sinh trưởng và phát triển, cho những trái na ra nó chất lượng nhất và thơm ngon nhất. Múi na dày, thịt trắng, mần sen đã hạt nhỏ, màu đen nhánh, đã trở thành cây trồng chủ lực của người dân trong nơi đây. Các bạn từ Hà Nội hướng lên Lạng Sơn thì rất dễ dàng nhận ra từ quốc lộ 1B đến Lạng Sơn, đoạn qua ải Chi Lăng, tầm khoảng từ tháng 7, tháng 8 thì rất là nhộn nhịp. Cảnh thương lái rồi thì là các người dân họ thu hoạch na mang ra chợ để bán. Các thương lái thì từ khắp nơi đến khu đồng bành này để vận chuyển na đi cho các tỉnh lẻ ra. Na thì được tập trung trồng ở thị trấn Chi Lăng và 7 xã dọc theo tuyến quốc lộ 1A. Với diện tích thì khoảng trên hơn 1.200 ha, sản lượng trên 7.000 tấn, mang lại nguồn thu nhập giúp người dân địa phương nơi này cải thiện đời sống, trở thành cây xóa đói giảm nghèo cho bà con dân tộc ở Chi Lăng đồng bành này. Trong suốt nhiều năm qua thì nhiều năm trở lại đây, na Chi Lăng được mùa và rất là được giá. Vùng na thì tiếp tục mở rộng thay thế cây trồng khác, từ cây trồng chủ lực, cây giảm nghèo. Và ngày nay thì người dân Chi Lăng chiều mến gọi cây na này là gọi cây nông thôn mới, vì là na đồng bành chủ yếu được trồng trên vách núi đá cao, nên để thu hoạch những trái na từ trên đỉnh núi thì người dân đây phải chế tạo ra những chiếc dòng dọc chạy từ trên cao trở xuống. Dây cáp để tời na xuống núi là hai đoạn dây song song móc vào vành xe đạp. Thì na vừa hái xong được tập kết tại những cái chân núi và phân theo kích cỡ rồi đóng vào thùng xốp. Cứ mỗi một lượt na lại lót một lượt dây báo để tránh bị va đập và dập nát quả na, tránh nó bị ung thối. Tại chợ na Đồng Bành, điểm trung chuyển na lớn nhất Chi Lăng, cũng là chợ na lớn nhất miền Bắc và là điểm tập kết na của những vùng trong tỉnh như là Cai Kinh, Đồng Bành, Hữu Lũng, Chi Lăng, Hòa Lộc và nhiều các vùng lân cận khác. Từ sáng sớm thì đã tạo nên một cái cảnh rất là nhộn nhịp khi vào đến vào mùa na. Vì đây mình đi cái giờ này với cả cái thời điểm này thì na mới bắt đầu cho được thu hoạch, cho nên là đi dọc đường mình không có thời gian để quay. Cho các bạn thông cảm cho mình, để mình sẽ có dịp mà lên đây và có những cái clip về quay về na cho các bạn xem sau. Nói chung là ở những cái chợ na ở nơi này ấy, thì không thua kém gì với cả phiên chợ Tết. Người bán cũng như là thương lái, ai nấy đều vui. Mọi năm thì na được mùa, thì những trái cây na thì rất là căng chắc.
nó như là tự đền đáp cho những tháng ngày vất vả chăm tỉa, thì là vun trồng chăm sóc cho hoa quả, nó đã mang lại cái hiệu quả cao, năng suất cao cho tất cả các bà con dân tộc Chi Lăng Lạng Sơn này. Nếu các bạn có dịp ghé qua Đông Bạch vào khoảng tầm tháng 7, tháng 8 như tầm này hết tiểu đi, thì các bạn có thể rẽ vào mua những cần na vào để về để biếu cho người nhà và làm quà cho người, những cái người thân họ hàng xung quanh. Nếu bạn muốn chọn những cái cần na ở trong này mà trên này mà nó ngon, bạn phải chọn những cái quả mà tròn này, mắt to, kẽ mắt trắng, xanh ra non, cuống nhỏ, chín mềm thì không nứt, thì lựa được những cái quả vỏ mỏng, mắt nở và phẳng ấy, thì nó chỉ hơi nứt thôi, thì đó chính là những cái quả na mà chín ăn ngon, ngọt và thơm. Bình thường bình quân của các năm ấy, giá na thường nó dao động vào khoảng từ 20 đến 30 nghìn đồng một kg. Loại cả quả to đẹp có giá dao động từ khoảng 4 đến 50 nghìn một kg, nói chung là tùy từng loại quả. Nếu các bạn có dịp đi qua trên này thì mời tất cả các bạn hãy rẽ vào qua bên đường quốc lộ 1B, đường quốc lộ 1A cũ đấy ạ, đi đường bên trong, đi đến đi các bạn đi theo đường Hải Chi Lăng cũ ngày xưa, đi thẳng lên đường Đồng Mỏ đi đường